Mọi người, hôm nay là mình giới thiệu cho các bạn là cho bạn xem một lô đất thuộc nằm trong chết 2 thuộc xã các bạn. Đây một lô đất có một bà chị có một lô đất này rất tuyệt vời luôn. Xong cho đây là có rất nhiều như người ta ở rồi, có rất nhiều đấy mà đất này rất tuyệt vời luôn. Mình quay đây là đường, là cả hai mặt đường luôn. Đây đường, đây chỗ kia là có ngã tư, đây là đường chính vô, đây đường chính vô này, vô cái lô đất này có bà chị này, đất của bà chị đây, đất của bà chị đây, cái mặt đường đây là mặt đường chính á là 13m5 13m5 đấy, cùng phía sau nữa có hai cái mặt đường luôn, đất đây này, hai cái mặt đường, đây là đường chính, kia là đường phụ. Tí cho mình quay cho bạn xem ở phía sau nữa, mình quay phía trước trước này, đó là ở phía trước này. Đây này, bây giờ cái mặt đường đây là 13m5 này, đấy, có giếng đàng hoàng đây các bạn, đây này là giếng này, mình quay các bạn xem là giếng này, đây là đào giếng đàng hoàng này, đây mình quay cho bạn xem luôn này. Đây này. Giếng này, bây giờ đây giếng này, đấy giếng này. Giếng này. Đó là giếng đấy, bây giờ. Đây này. Rồi mình quay tiếp ở phía sau nữa nha các bạn nha. Đây. Đây. Đất rất tuyệt vời luôn, mới làm nhà là rất tuyệt vời luôn. Đứng đây này. Làm nhà này, thường thường người ta ở đây là người ta là người ta làm rau, người ta làm rau. Còn nhà bên kia này, người ta làm đấy, có keo cái này. Đấy, cho mình xem, đó là tổ yến á, đây người ta làm yến này, đấy cho mình xem này, thấy chưa, đấy, đây là nhà chim đấy, là chim yến đấy, người ta làm. Người ta lấy là tổ chim yến đấy. Đấy. Giờ mình quay tiếp ở phía sau nữa nha. Các bạn xem nha. Đây này. Đây là con bà chị. Bà chị trước kia là con bà chị đó có làm trồng cái tiêu, bà chị bán lại, bán lại cái lô đất đây. Còn giá cả tí là mình nói sau nha. Bây giờ quay tiếp đường phía sau hai mặt đường luôn, đường phía sau đây. Đấy. Đường phía sau người ta chưa làm nhưng mà người ta để đường luôn. Đây, cái đường phía sau đây này. Có hai đường luôn đấy. Đây này. Đấy chưa? Đường tút lút con kia luôn. Đây. Tới đây nè. Chưa. Đây nè, lô đất đây nè. Lô đất rất tuyệt vời luôn. Ai muốn mua là mua đất đây nè. Mình ở rất yên tĩnh. Đây là nằm khu trong khu làng dân tộc đó là Chuyết 1, Chuyết 2 xã Chí Á. Nằm phía trong. Mà cái lô đất rất tuyệt vời luôn, mình nằm nhà xong mình làm ví dụ làm rau cũng được, mình xây lên là mình làm tổ yến. Còn chiều rộng á, chiều rộng là 13m5 cũng rất rộng các bạn ơi. Chiều rộng đây, chiều rộng là 13m luôn, chiều rộng là 13m5 cũng rất tuyệt vời luôn.
Chiều rộng là 13 mét luôn. À, chiều rộng đây 13 mét. Cùng chiều dài của đất đây là 50 mét. Chiều dài là 50 mét. Đây. Chiều dài là 50 mét luôn. Chiều dài của đất đây là ba chị đây là 50 mét, chiều dài 50 mét, chiều rộng là 13,5 m. Có đất nhà ở đàng hoàng đấy. 100 mét đất nhà ở. Đó, 100 mét đất nhà ở này các bạn. Đây là lô đất, đây là 100 mét đất nhà ở này. 100 mét đất nhà ở. Bên trong đây là đất nó còn rẻ, còn nếu ở trong kia nữa, cái đường chính kia nữa là đất nó cao hơn. Đây là cái đường cùng người ta đổ bê tông hết rồi, hai bên đổ bê tông hết. Đó, rất dễ dàng đi, còn rất yên tĩnh. Mình làm nhà mình ở rất là yên tĩnh luôn, không có ai la lối gì hết, rất yên tĩnh, rất tuyệt vời luôn. Cái lô đất đây tên thuộc nằm trong cái thành phố Pleiku nha. Là cái giá cả cái đất đây ấy, là 1 mét, à, 1 mét là 70 triệu, 13,5 m, 13,5 m mình nhân lên 70 là 95 triệu các bạn. Đây này, đất đây này. Tức là dài 50 mét, rộng là 13,5 m, mình nhân lên 1 mét là 70 triệu, mình nhân lên là 13,5 m là tất tật là 10, tức là 95 triệu các bạn. Đây có 100 mét đất nữa, có tuyệt vời luôn. Ai muốn mua là cái lô đất đây, là xin liên hệ với mình nha. Là số điện thoại của mình là 098 484 417. Mà mình là Đà Bành Berlin TV. Là sau đây là mình cho các bạn số điện thoại của mình ở phần dưới nha. Các bạn xem hết cái video này là nếu ai muốn mua là liên hệ số điện thoại của mình nha. Đây là một lô đất rất tuyệt vời luôn. Ai muốn nhu cầu mua đất đây này, rất tuyệt vời luôn. Cũng rất yên tĩnh và shop bên đề nữa chứ. Đây là mình quay cho các bạn xem này. Đây của nhà của người Kinh này. Đấy. Đây chưa? Đây nhà của người Kinh. Xong này xong người Kinh đấy đó. Đây này. Xong người Kinh đất. Còn phía ở phía tức phía bên đây là này, xóm bên đây là của người đồng bào này. Người đồng bào xong người đồng bào thì xong lương thiện lắm. Cùng cánh nhau cùng cái gì hết. Mình sống ở đây là rất vui luôn. Không vi phạm với ai hết, không vi phạm với ai hết. Đất rất là rộng. Dài 50 mét là rất là rộng đó các bạn. 50 mét luôn á. 50 mét. Tức là mình làm nhà, mình muốn hay là đầu tư làm cái tổ yến cũng được. Hay là mình ai mà mình mua thích làm rau là mình ở phía sau là làm rau là vô tư. Làm rau là quá tuyệt vời luôn. Đất rất là tốt, đất có tuyệt vời luôn. Mình kết thúc video đây nha. Còn ai muốn mua là xin liên hệ về số điện thoại của mình nha. Phải gọi mình, phải gọi điện thoại. Mình dẫn đi. Xin chào các bạn.